Truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh bị truy tố theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Xuân Đông bị truy tố về hai tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngọc Trinh bị truy tố theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Theo nội dung vụ việc, tháng 10 năm 2023, phòng PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan hành vi Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Ngọc Trinh thực hiện. Qua đó đã xác định Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã tổ chức thực hiện việc điều khiển xe mô tô 59A3-11588 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn, Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế không đúng, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.